Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại trên đồ của mình nhá. Hôm nay mình sẽ chơi cờ đồ đen tối tiếp theo này. Sẽ phá hủy nhóm này thôi. Hôm nay là mình muốn rất là nhiều kỳ thôi nhá. Chào. Ông ấy chạy đâu rồi nhỉ? Úi giời. Úi giời, úi giời, giời. Thôi mình sẽ dùng vũ khí của mình ra thôi. Ở đây nào. Oh my god. Rồi bắt đầu mình sẽ chặt tận ống này nhá. Vẫn như thường lệ thôi. Tiếp tục. Cái này mà sao nổ rồi nhờ. Ok. Ui vỡ rồi. Ok, anh mình sẽ lại tiếp tục phá hủy nhóm đấy thôi. Thì kiểu biết là tài. Wow, mình đánh cao quá nhỉ. Tiếp tục mình là cho ông cảnh sát này nhá. Xong. Snap hết bom mình chạy thôi. Úi giời. Ông phải sắp vẫn bị ngoài kia kìa. Thì đắp bên này nhá. Wow, trong nhà toàn là kim thôi. Tí thì bị bắt. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ chuyển vào bên đây đây. Phải là hơi dần một tí xíu đúng không? À, phần mắt này nè.
đánh hầu à. Rồi đây là con chip màu vàng. Ok. Đâu rồi. Đây là một con chip mà mình sẽ cần lấy đi. Số ấy hỏng rồi các bạn ạ. Mất đi rồi. Thôi xem đi về rồi nhá, không chơi nó nữa rồi. Ok. Rồi mình sẽ lại trở về đây. Mình sẽ mua vài món đồ của ông này. Ok, cho mình mua vài món đồ nhá. Cho ông này luôn đấy. Úi xoài. Thế em muốn trúng nhỉ. Thằng đầu nó luôn. Ôi giời, tí nữa thì qua.
Rồi, mình sẽ đi vào đây. Ủa, nó vẫn còn đuổi kìa. Ở đây, ở đây, ở đây. Rồi, thôi mình sẽ dừng clip ở đây nhé. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và sau này để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.